<laughs> Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay Hôm nay chúng ta sẽ nghe về cái chủ đề là Thấy tánh là Phật, không thấy tánh là chúng sanh vì tôi cũng chưa có ý giảng cái bài này Nhưng mà sớm tôi đọc ở trong một cuốn sách Tôi thấy có cái khi ông giáo sư Đặc biệt ông có viết cái câu này Đây là nhà văn Nếu người đó mở mắt ra và tìm kiếm cơ thể trong thời điểm này khi bạn tràn đầy ánh sáng nội tại và mắt bạn có lửa và toàn bộ tồn tại là ngọn lửa với sức sống mới. Nếu bạn mở mắt ra và cố tìm cơ thể bạn, bạn sẽ không tìm ra nó. À, thật sự thì cái câu này rất hay, nhưng mà nó thật sự khó hiểu bởi vì câu này là một cái câu của một nhà văn lớn, của một tiết gia. Ừ. Trong những thời điểm này, vật chất biến mất, thực tế các nhà vật lý hiện đại nói rằng không bao giờ có vật chất cả nó là ảo ảnh không có gì vững chắc trong cơ thể bạn cả trong thâm tâm các nhà vật lý hiện tại hiện đại nói cơ thể bạn được cấu thành bởi các điện tử các điện tử có nghĩa là các ánh sáng nguyên tử các nguyên tử ánh sáng cho nên khi ngọn lửa nội tại bùng sáng thực sự cái đó và bạn mở mắt nhìn nhưng bạn sẽ không thấy cơ thể vật lý của mình nữa. Thật sự thì cái cái này nó cũng đúng nhưng mà người ta chỉ có thể là người ta hiểu, ta hiểu được cái 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 chân uh, lý bằng cái sự hiểu chứ không phải là thật sự bằng bằng cái con mắt thấy. Ừ, bởi vì những nhà khoa học và họ nhìn cái này bằng chẳng hạn như bằng cái quan tuyến x hay là bà bằng cái những cái máy đặc biệt người ta mới thấy tất cả cái, cái, cái cơ thể và cái thế giới này như là những cái hạt vi tử những cái hạt điện tử thôi thì cái này đứng về vật lý nó là một sự thật có thể chứng minh được nhưng mà con người á không phải ai cũng nhìn sự vật bằng một con mắt điện tử như thế vì chúng ta Nhìn cái thế giới này chúng ta thấy nó đặc cứng Và trong cái đặc cứng đó Thì chúng ta có thể rờ đụng được Và vì cái chỗ đó Cho nên đầu tiên là chúng ta thấy cái màu sắc Tức gọi là những tông màu à. Nhưng mà cái điều này là cái điều chúng ta phải Tu trong cái sự chứng ngộ Mà nó đúng với cái giáo lý Phật Thì chúng ta mới có thể nắm bắt được Còn bằng không thì chúng ta chỉ hiểu mà chơi thôi chứ nó không đưa đi đến đâu ấy cả. cho nên cái cái chủ đề này là à, thấy được tánh Phật là Phật, không thấy được không thấy tánh là chúng sanh. nếu rời tánh chúng sanh không có tánh Phật nào bên ngoài. vậy thì tại sao lại tánh, tại sao lại nó tánh chúng sanh và tánh Phật? nếu mà có một cái từ khác nhau Ừ. Thì thì nó phải có một cái nội dung khác nhau. À. Bởi vì thấy được tánh là Phật. Vậy thì thấy được tánh là thấy cái gì? Chúng ta có thể nói lý sự, nhưng mà chúng ta không biết cái làm thế nào để chúng ta thấy được cái tánh đó. Đó. Bởi vì mình không cần nói tiếp cái câu không thấy tánh là chúng sanh thì dĩ nhiên là mình hồi trước nhà mình là chúng sanh thôi chúng sanh tức là cái số đông và nó biến hóa nó nó cứ cứ sanh sôi nảy mở mại nó 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 tiến hóa và trong cái sự tiến hóa đó trong cái tính chất mà sanh đó nó có cái diệt cũng như chúng ta sanh ra trong cái sanh nó chỉ có giờ phút như bữa trước tôi có nói đó là cái cái cái, cái khoảnh khắc mà chúng ta đi đầu thai tức là chúng thấy chúng ta thấy cha mẹ mình sống với nhau và trong một khoảnh khắc chúng ta có cái cảm giác đồng với với cái cái cuộc sống và chúng ta đến đó thì tự nhiên nó tối tăm nó là tác phục một cái là chúng ta mất mình và lúc đó chúng ta nó nó vào một cái thế giới nhỏ tí nó nó giống như một đầu hột đậu thôi và trong thế giới đó hai cái cái, cái thức nó trở thành một cái tính chất không có cái biết nó mù mịt nó chỉ biết một lần và nó đi vào thai tức là khi nó vào ở trong một cái giọt tinh cuối cùng của cha và mẹ bởi vì nó đầm cảm nghĩ nó đầm cái cái cảm giác với với cái đang là của 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 nếu nó là cha đó thì nó không thấy người đường âm và nếu nó là mẹ thì nó không thấy người đàn bà và nó thế cái chân vào trong cái cái vị trí đó đây là những bộ luận cực lớn và kinh lăng nghiêm hay là nguyên nhân luận thì mới mới trình thuyết cái cái chỗ đó cho nên vì thế cho nên nó chỉ thấy một lần chóa lên và nó 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 bị mê trong cái cái đỉnh đó và nó nó mất mình tức là trong cái khoảnh khắc nó đi đầu thai nhưng mà thật sự lúc đó hoàn toàn dù nó vào hay là chưa vào nó vẫn không có cái biết mình là ai vì không biết mình ai cho nên cái khối đó gọi là một cái khối nó không biết gì nó tâm tối nhưng mà nó có cái thì nhận diện theo nghiệp tức là nhận biết cái nào nó thích cái nào nó không có thích dù rằng nó có nhân duyên thì ở xa xăm nào ở đây với lại giả tỷ như bên châu Âu Châu hay là Mỹ Châu gì thì chỉ trong một tích tắc nó đều có mặt ở đó bởi vì nó giống như là chư Phật hay là các Bồ Tát biến hóa là gọi là ý sanh thân nó không phải là biến hóa nghĩa là phải vận động hay là phải quá thân dễ cả nghĩa là ví dụ cũng như là nó nằm trong ý nghĩ để mình nghĩ ví dụ bây giờ như như mình nghĩ mình đương ở Hà Nội thì mình có mặt Hà Nội, mình nghĩ miền Trung thì vừa nghĩ là vừa có bởi vì bây giờ mình kẹt là kẹt cái thân thịt của mình, cái thân vật chất của mình, mình di động không được. Nhưng mà lúc đó là cái tưởng của mình á nó không có vật chất. Tuy nó không có vật chất nhưng mà nó có cái lực, nó có lực co giãn và biến đổi. Không có ở đây và có ở kia. Và lúc đó nó thấy cha mẹ nó sống và trong một cái đỉnh điểm nào đó thì thật sự nó lọt vào trong cái khoảng giữa đó và gọi là ni nó đi đầu thai thì cái tâm trạng này là một cái tâm trạng độc đáo nhất bởi vì đó là cái tâm trạng của cha mẹ nó và trong một cái khoảnh khắc tối hậu thì lúc đó nó nó mới đi đầu thai mà nó chỉ thấy chỉ có một điểm mà nó vào đó thôi đó cho nên mình, mình gọi là đỉnh đỉnh hay lên đỉnh, đỉnh gì đó thì nó đi vào cái đó mà khi nó vào cái đó rồi nó mất mình nó không còn biết cái gì nữa ấy cho đến, cho đến một ngày nào mà nó bắt đầu nó ý thức nó ý thức được cái cuộc sống chứ hoàn toàn ở trong thai nó không, không có cái biết ừ. nó không có biết nó vẫy nó đạp hay nó làm bất cứ cái gì cho đến khi cái giờ phút tùy theo cái nghiệp mà nó ra thai. Thật sự thì nó cũng không biết, người ngoài biết thôi. Cho nên mình gọi là uh, cái uh, sống sai hay chết ngủ, nó ở trong một cái mê mê lưu, tùy theo cái 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 cái, cái, cái sự sinh động của cái cái thức và cái nghiệp. Cho nên nó như những cái luồng phản xạ, nó nó nó, nó, nó hút và đẩy. Uh. Khi nó nó vào thì nó bị một cái sức hút và khi khi nó ra thì nó bị một sức đẩy hút và đẩy và hoàn toàn nó nó không có tự chủ và nó cũng không biết vậy cả nhưng mà trong sâu kín nó vẫn có một cái cảm giác cái cảm giác đó nhưng mà cái cảm giác đó dù có khó khăn có ép mình như thế nào nó vẫn không nhớ được không biết là nó đó. cho nên đó là khi nó ra thai đó. cho đến một ngày nào mà nó ý thức được mình À, như tôi nói là hồi nhỏ mà tôi tôi nằm ở trong một cái bộ vón một bên cái một cái, cái vách và tôi thấy phía trên nó có một cái ngọn đèn đỏ hay là một cái gì nó chóa chóa tôi cứ la lên la la ré lên là bởi lúc lúc đó mình mình không có tự chủ được bởi vì mình chưa biết bò chưa biết lết mình cũng chưa biết lật được thì chính cái lúc đó tôi quảng hốt ré lên thì lên dường như, như tôi nghe cái tiếng rá đó nghe tiếng rớ đó và một ai đó đưa cái tay đút ở dưới cái hông cái lưng mình ẩm mình vỡ bắt lên vai tôi biết cái cảm giác đó nhưng mà tôi cũng không biết đó là ai không nhớ đó là ai đó là lần đầu tiên mình có ý thức cho đến sau đó bảy tám chín tuổi gì đó tôi chơi rồi một lúc nào có một người la ó một chuyện gì đó thì tôi giật mình và tôi ý thức một, một, một lần cái ai nữa nhưng mà sau đó nó quen luôn nó không có nhớ cho đến cho đến bây giờ thì mình bước với thật sự mình biết mình biết biết mình đó cái biết mình tức là ở trong một cái cái nhìn nào đó không phải là mình nhìn về mình thấy nhưng mà mình mình ý thức được tất cả mọi cái hiện tượng từ từ cái thân của mình cho đến sự vật tức là mình gọi là hiện hữu gọi là cái ta hiện hữu của ông Mara ông thường nói đó tức là khi mình thấy bắt đầu mình ý thức cái ta hiện hữu đó thì cái ý thức và cái thân thể của mình đồng thời nó mới gọi là thấy. còn ngoài ra chúng ta thấy thấy nhưng mà chúng ta không không có cái ý thức đó, chúng ta không có cái biết rõ ràng, cái xác định được điều đó. đó. cho nên ở đây nói là thấy được tánh là gì? thấy tánh không phải là mình thấy về cái màu sắc, không phải là mình thấy về khối lượng, không phải là thấy thân hình mình và thân hình kẻ khác. À nghĩa là không phải là thấy tướng đại khái đó là tướng còn không phải mình nói ở cái tánh tôi là thiện cái tánh tôi là ác tánh tôi là cái này kia nghĩa là mình cũng không nói về cái phương diện đó à. thì khi mà mình thấy tánh đó nói tóm lại thật sự là mình chính mình thấy được cái thấy cái điều này thì thật sự tôi cũng coi rất nhiều cái bản ngữ lục nhiều cái bản chú giải nhưng mà tôi thấy có lẽ là các vị tránh không nói về điều đó Hoặc là có thể là như nói điều đó Cũng là cái điều khó hiểu Cho nên các ngài không có nói Và rất ít cái bản Nghĩa là ngữ lục chú thích nào Mà để giải thích về cái vấn đề cái thái đó Cho nên bữa nay Thấy được tánh là Phật Vậy thì thấy được cái tánh Bởi vì tánh nó khác với tướng Tướng là cái hình tướng Trong đó nó có màu sắc Nó có những cái tông màu xanh vàng trắng đỏ và nó có cái xúc khi mình chạm cứng mềm và cái hình thức thì nó có cái khuôn khổ như là nó có cái hình lượng hay là khối lượng hay là cái cái tính chất những cái ô vuông hoặc là có cái tính chất từng khối từng lượng nghĩa là cái cái, cái vật chất nghĩa là mình thấy mình có thể đo đo, đo đạt tính đếm rờ đụng được thì gọi là mình mới thấy vật chất còn nếu không thì ở trong mơ mình cũng thấy mình cũng thấy hình tượng nhưng mà nó không phải là vật chất đó. cho nên cái thấy chưa hẳn là cái cái vật chất nhưng mà mình mình thấy về cái thấy á nghĩa là thấy được tánh thấy được tánh ở đây nó thấy được tánh tức là phật vậy được thấy là tánh thì cái tánh là cái gì trước hết là chúng ta phải biết chắc rằng tánh nó không phải là tướng bởi vì tướng là cái chúng ta có thể thấy được. Nhưng mà tánh là cái vô hình. Tánh là không màu sắc, tánh là không khối lượng, tánh là nó không có một cái gì mà chúng ta chạm mà chúng ta thấy có cảm giác xúc giác gì hết cả. Nó không hoàn toàn nó không có thì làm sao chúng ta thấy được? Đó là một cái điều, bởi vì nếu mình nói được mà không thấy được á thì thực sự coi như là mình cũng nói một điều ảo mà thôi. Ừ. còn mình nói thấy được tánh là Phật không thấy là chúng sanh thì dĩ nhiên mình là người không thấy mình không ai thấy cả tôi cũng không thấy gì hết cả mà tôi thấy nghĩa là người lớn người nhỏ người già người trẻ người nữ người nam tức là tôi chỉ thấy tướng thôi chứ tôi không phải là tôi thấy tánh Đó. nhưng bây giờ nếu mình muốn bởi vì cái vấn đề sanh tử sự đại cái vấn đề mà nếu mình không thấy như thế này thì mình không thể thoát cái cái tính chất ảo ảnh của cái sự luân hồi được cái sự tái sinh được cho nên bắt buộc mình phải phải thay tánh ừ. vậy thì mình tự hỏi cái thấy tánh là cái tánh cái gì bởi vì cái tánh này không phải là cái tánh thiện tánh ác không phải tánh xấu tánh tốt tánh đúng sai mà giả tỷ bây giờ tánh thiện tánh ác thì cũng sau lúc đó mình nhớ lại thôi chứ trong lúc đó mình cũng không thấy mình thấy là mình thấy cái tướng mình làm thiện hay là cái tướng mình mình nói những cái lời tệ hại hoặc có cái cử chỉ thô bạo là cái cái ác nó, nó 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 tổn thương đến người khác thì đó là cái ác hay là cái thiện thì mình thấy cái tướng thôi chứ không phải là mình thấy cái tánh bằng vào mà mình thấy cái tánh đó, thì là mới 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 ngộ đạo được cho nên cái tánh này không phải là cái tánh cái đặc tính mà cái tánh này là cái tự tánh Ừ. cái tánh này là có thể nói thẳng ra nó là cái tính không hay là cái tính giác ừ, tính không là không có dễ cả không có không phải là không trơn nhưng mà nó có cái từ không nhưng mà không phải là hư không mà cũng không phải là không có đó, nó nó trừ cái hai hai cái từ đó cho nên nhưng mà nó là cái không là điều thứ nhất là thứ hai nữa là nó phải giác tức là giác là mình thấy nghĩa là nó nó không có mê à, vì vì thế cho nên mình mình có thể thấy được cái cái tánh à, nhưng mà cái này tôi nói thật sự chứ tôi cũng chưa có nghe ai giảm à, đó vì thế cho nên mình nói cái này tức là mình không có nghi bởi vì nếu ngoài cái cách nói này thì tôi cũng không biết cái cách nào mà nói hơn nữa cho nên khi thấy tánh á, là mình thấy những cái không có chấp tướng không có lấy cái tướng làm cái thấy nhưng mà cái thấy nó trong cái thấy nó sẽ có cái tướng trong cái thấy nó có cái tướng nhưng mà mình không thể nói cái tướng là cái thấy bởi vì nếu cái tướng là cái thấy thì trong đó nó là chấp tướng nhưng mà trong cái tướng đó nếu mình không có chấp trong có chấp cái chữ chấp này nó cũng phải cố gắng hiểu chứ chứ không phải là một thành kiến khi mà mình thấy tướng mà mình không có cái chấp tướng hay là mình không có một cái niệm tưởng gì bên trong ấy cả tức là như tôi thường nói là mình ở trong cái chỗ mà có thể một khoảnh khắc mình vô niệm và một khoảnh khắc cái tâm mình giống như một cái gương thì như vậy là ở trong tất cả các tướng đó nó là tánh à. Cho nên trong Kinh Kim Cang mới nằm phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Tất cả tướng nó đều hư vọng. Nhưng mà nhược kiến chữ tướng, nếu mà thấy được có cái tướng sai khác, nhược kiến chữ tướng, phi tướng, không có tướng, thì thấy Đức Như Lai. Thì thấy Như Lai, Như Lai có nghĩa là trở lại đó. Như vậy thì mình khi mình thấy cái tướng, chỉ trừ có cái mình không có chấp tướng, không chấp tướng và mình trong lầu mình nó vắng vẻ nó không có khái niệm nó không có tư duy nó không có đối chiếu nghĩ tưởng phân biệt bất cứ gì cả nhưng mà trong khi mình có cái biết thì đó là mình thấy tánh kinh mới nói nhược ly tiền trần tức là mình không có mình thấy tiền trần là cái 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 hình hình ảnh trước mắt mình đây hoặc là hình ảnh nó nó thuộc về hữu vi là cái tướng nghĩa là những cái tông màu hay là những cái khối lượng hoặc là con người hoặc là sau đó là cái tướng nhưng mà trong tâm mình nó là không có niệm thì mình thấy cái cái chỗ đó là mình thấy tánh còn mình thấy trong tâm của mình 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 có thể nói tất cả mình có thể uh, biết tất cả nhưng mà nó không gợi lên cái tướng tức là đó là tánh tánh trong bởi vì sao trong kinh dạy đó nhược ly tiền trần đó, tức là cái tiền trần tức là cái hình ảnh mà nó hiện ra bằng cái màu sắc khối lượng cái thái hoặc là bên ngoài và bên trong mình không thấy cái đó thì mình có thể hữu phân biệt nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh mà mình có thể phân biệt chứ không phải không phân biệt thì đó là cái tâm chân như tức là tức chân như tâm đó thì nếu mình căn cứ vào cái lời nói đó thì cái chân như á nó ở nó không phải là hoàn toàn không có tướng nếu mà không có tướng thì, thì cái tánh mình nói đó cũng là cũng là cái tướng nữa nhưng mà có cái thấy à, đó cái điều này bởi vì cái điều mà người ta rất khó dùng cái ngôn ngữ để mà diễn tả cho nên người xưa mà người ta ngộ hay này kia đó Thì người nào ngộ thì người nấy biết thôi đó. Ừ. Ví dụ người ta Ta nói tiếng vỗ của một bàn tay Một bàn tay làm sao vỗ Mà bà làm sao có âm thanh thành tiếng vỗ của lời người bàn tay Nhưng mà khi mình nghe cái điều đó Có lý hay vô lý Nhưng mình biết hoàn toàn không thể Không thể có xảy ra khi không thể không thể có cái tướng xảy ra ừ không thể có cái âm thanh hay có hình dáng gì mà xảy ra nhưng mà nó có cái lời nói nó có cái tiếng nói trong cái tiếng nói đó thật sự mình có thể hình dung một cái gì mà rất kỳ quặc tức là không có tướng nhưng mà mình cũng biết đó là cái tướng cho nên đây là một cái cách diễn tả nó hơi gượng nhưng mà thật sự cái tướng mà không có so sánh không có đối chiếu không có phân biệt không có màu sắc không có bất kỳ cả nếu nói như vậy thì tức là không có tướng Không có tướng nhưng mà nó là có Có thật Mắt mình thấy Tai mình nghe Mình rờ đụng được Nó đều là cái tướng Nhưng mà cái tướng này nó là phi tướng Là bởi vì mình không có cái thấy Không có cái chấp Không có cái hình ảnh Nó không mang một hình ảnh bên trong Nó không lọt vào bên trong Vì thế cho nên mình ly tiền rằng tưởng rằng là trong tâm, tâm mình nó không có hình ảnh gì cả, tức là chính ở trong cái cái mà tôi thường gọi là vô niệm á, thì là mình có thể thấy và mình có thể nói mà mình có thể ứng dụng. Một con người ví dụ bây giờ mình nghĩ một cái chuyện gì, ví dụ như bây giờ hai người người ta muốn nói chuyện gì này kia đó, mà một người tinh ý có thể nhìn người kia biết người ta sắp nói chuyện gì, hoặc là nhiều khi thô thì nó hiện lên cái nát ngạt hoặc là vui hoặc là buồn hoặc là à, có một cái tính chất nghĩa là nó 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 mạn hay là có tính chất gì thử thách nhìn trên cái gương mặt người đó người ta có thể nhìn ra cái người đó muốn nói gì hoặc là có cái, cái tính chất ganh tị hay là cái tính chất ghét bỏ mình hoặc là cái tính chất thương yêu mình mình nhìn trên gương mặt đó mình nói được à, nhưng mà bây giờ người ta vừa nhìn trên đó người ta biết nhưng mà đồng thời người ta phải nương nơi cái 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 xác pháp cái hình dáng đó người ta ta muốn nói người ta cảm ta nói được còn cái tánh mà thật tánh ở đây đó thì là không có thể nương được không có thể có hình được bởi vì tánh đây là tánh phật tánh phật là gì tánh phật là tánh giác tức là nó giác nhưng mà nó không có không có cái chỗ thấy tướng nó cũng không có âm thanh nó cũng không có cái nghĩa đúng sai phải quái gì cả bởi vì nó vượt qua tất cả những cái sự so sánh đối chiếu nhưng mà nó có thật tức là trong cái biết của mình cái biết của mình mình biết tất cả nhưng mà không khi nào mình thấy được cái biết của mình nhưng mà bây giờ nếu bẩm chốc á mình thấy tất cả và mình biết mình biết mình đương biết mình biết đương biết không phải là mình nói đương biết mà mình thấy mình đương biết tức là mình đang có cái biết mình đang có cái biết cái biết đó ở trên con mắt thì mình gọi là thấy trong lỗ tai thì mình gọi là nghe trong năm cái quan năng nghĩa là ngũ quan của mình đó nó ứng dụng với năm cái khách trần à, như mắt thấy sắc gọi là nhãn thức mà nó nó đối diện với sắc trần dĩ thức nó đối diện với thanh trần cái ý thức nó, thiện thức nó đối diện với hương trần, đó là thân thức nó đối diện với xúc cảm. Những cái biết của thân, cái biết của ý, ý thức thì nó đối diện với với pháp trần. Cho nên nghĩa là cái sự đối diện đó mà nó sanh ra cái biết, sanh ra cái biết là bắt đầu nó nó khác nhau là bắt đầu cái chỗ cọ sát nhau. Con mắt nó cọ sát nó đúng với cái cái hiện tượng cái cái tính cái màu sắc hay là cái khối lượng cái gì có tướng phản ứng nó nghĩa là dội vào con mắt nó hay là cái âm thanh nó dội vào lỗ tai đó hai cái đó cái lỗ tai cái không thì nó nó đâu có thấy cái nghe đâu nhưng mà cảm âm thanh dội ra là nó nghe <laughs> nhưng mà bằng vào không có âm thanh nếu một người nào tin ý thì mình thấy cái lỗ tai mình đang nghe lỗ tai mình đang nghe là bởi vì tất cả cái cái gì nó đi qua nó đụng vào cái nhĩ căn của mình nó đụng vào một cái gì đó mà cái biết của mình gọi là nghe một mùi hương nó đi ngon nó đụng vào cái khứ giác của mình thì mình biết là mình mùi thơm hay mùi không thơm Nên, bởi vì cái tánh biết của mình đó nó biết nó biết tất cả nhưng mà nó không phải là cái tướng của biết nó không phải là cái khách thể mà chính nó là cái biết bởi vì trong khi mình đưa hửi nhưng mà có một âm thanh mình vẫn nghe trong khi mình đưa nghe có một người đi thoáng qua mình vẫn thấy nghĩa là một lượt gọi là ngũ căn hố dụng nó vẫn dùng chung lẫn nhau nhưng mà tùy theo mỗi cái nó phản ứng khác nhau đó bởi vì nếu chúng ta không phân biệt vậy thì chúng ta không biết tại sao mình vừa thấy mà vừa nghe vừa hửi vừa ném vừa lung tung cả nó nó lộn xộn quá làm sao nhưng mà tuyệt đối nó không có lộn xộn gì cả chỉ cái tâm mình à, mình không có ranh giới không phân biệt không biết cách nghĩa là xác định từng phần thì nó sẽ lộn xộn chứ còn thật sự nó không có lộn xộn nhưng mà cái khó là cái thái tánh bởi vì thái tánh bởi vì cái tánh này mình trước thấy mình biết cái chữ tánh là nó khác với chữ tướng chữ tướng là hình thức là cái cái màu sắc hay là cái khối lượng hình lượng đủ thứ là có cái tướng rờ đụng được mà thấy chạm mất được còn cái thấy tánh là không có gì cả nhưng mà chính cái mà không thể thấy được á thì cái này nó mới có giá trị bởi vì cái không thấy tức là nó ở vào cái không bị thời gian chi phối không bị không gian lấn đoạt không bị một cái gì nó ràng buộc hết cả thì đó chỉ là cái tính thấy mà thôi mà cái tính thấy là nếu mình thấy được cái tính thấy á, tức là mình giác ngộ. À. Bây giờ nếu mình làm một cái phép thử, như tôi thường nói hoài, tôi nói có thể cả chục lần nhiều chục lần rồi, tôi nói là nếu mình nhìn một sự vật mà mình đừng có đọc cái tên của nó, thì mình có thể là mình có cái thấy nhưng mà nhưng mà mình lờ mờ mình không biết cái gì hoặc là nếu mình chưa chưa có nghe tên một lần nào thì mình mình không có cái biết cái gì không có biết gì tức là mình có cái biết chứ không phải là mình mờ mình không biết nhưng mà cái biết thì có cái biết mà không có cái gì lúc bây giờ mình thấy cái biết mình biết mình biết hết cho nên một người mà họ được cái tâm thanh tịnh thanh uh, thanh tịnh mà cái tâm thanh tịnh bằng vô niệm hay là cái tâm thanh tịnh bằng giác ngộ đó thì thật sự họ luôn có cái đó tức là họ thấy tất cả sự vật mà nó không tên, không tên cho nên cái thấy của họ nó không bị ví dụ họ thấy bao nhiêu đi nữa nó nó cũng không bị ồn ào bây giờ ví dụ như bây giờ tôi ngồi tôi nhìn đây tất cả huynh đệ hay tất cả những người ngồi đây tôi cứ nhìn hoài như vậy mà nó không có cái chán nếu mà bằng giờ tôi phân biệt ở đây là cái cô đây là cái chú đây là cái gì gì tôi phân biệt tôi phân biệt chừng nào thì nó mau mau chóng chừng này mau ngón chừng này rồi tôi phân biệt đến người này lớn người này nhỏ người này nam người này nữ nó ngầm ngầm phân biệt vậy thôi rồi nó ngầm ngầm thấy cái tướng đó thì thật sự tôi dòm không lâu được dòm hồi tôi phải dòm vô khác còn nếu tôi không có tất cả sự phân biệt gì hết trong tâm á thì tôi dòm hoài tôi cũng thấy sao là bởi vì lúc bây giờ nó ngưng cái cái thức của mình nó nó không tạo ra một cái sự cọ sát để rồi nó tự nó tự mệt mỏi nó tự dừng lại à. cho nên do như vậy nó khi mà mình thấy cái, cái cái thực tướng tức là mình thấy tánh mà mình thấy tánh tức là mình thấy cái vô tánh tánh tự tánh tánh vô tánh thì lúc đó tức là nó có cái giót à. cái giót cái, cái giót cái nó nó còn vượt qua cái hiểu bởi vì cái hiểu nó có thể hiểu là cái gì nó là có cái gì trước đi trước cái kinh nghiệm đó cho nên bây giờ nó tôi hiểu rồi cho nó tôi nói, hiểu rồi nhưng mà nói cái 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 thấy thật á thì thật sự nó dù nó thấy hoài nó cũng là thấy lần đầu mà nó chưa thấy mà nó thấy cũng là thấy lần đầu cho nên cái người đó ngồi hoài mình không chán người đó đứng rồi đi lại, mình cũng không có không có phiền, ví dụ vậy đó. Hoặc là, nghĩa là nó không bị cái thời gian chi phối, bởi vì còn nó không có bị cái không gian lấn đoạt nhau, lớn, nhỏ, già, trẻ, nam, nữ, gì cả. Cho nên gọi là thái tánh. Cho nên thái tánh là thành Phật là gì? Là bởi vì nó sẽ không có nhiễm, không có dính, không có gì cả cho nên cái cái thấy tánh là một cái chuyện cái từ đó nói thì thực sự nó xưa nó, nó giống như là tất cả các cái đồ vật hay là ta nói xưa như quả đất người ta nói cả ngàn năm rồi nhưng mà cái người nào mà thấy thì nó lại mới tin nó bây giờ mà rồi thấy rồi có nói 10 lần đi nữa nó vẫn mới nó lại vậy. bởi vì cái cũ nó do cái âm thanh cái cũ nó do cái hình tướng trong cái âm thanh để xác định nếu mình không không có đem cái âm thanh không đem cái tiếng lời thì tất cả cái thấy nó là thất tại cho nên ở trong cái, cái chỗ đó nó có một xíu siêu mà người ta không biết làm sao mà để phân biệt làm sao lại khi thấy tánh mà lại trở thành giác ngộ mà không thấy tánh thì là chúng sanh chúng sanh thì luôn luôn nó biến đổi, nó luôn luôn trong từng khoảnh khắc nó đều có phân tán nghĩa là bò mòn hoặc, hoặc là chết chóc. Còn cái mà đó là cái tướng, còn cái tánh của nó thì nó nó nó, nó không có thể phân tích nắm bắt gì được, không có thể giải thích gì cả, nó chỉ thấy nhưng mà nó thấy ở trong không nhiễm nó nó thấy chỉ là cái thấy thôi nhưng mà nó không căn cứ vào cái hiện tượng nó không căn cứ vào cái hình thể mà nó gọi là thấy bởi vì nó thấy như không thấy tức là nó thấy tánh nó thấy tự tánh thật sự tôi theo dõi cái này rất lâu và tôi cũng tìm hiểu có thể nói là cũng <laughs> trên bốn năm chục năm chốn ít nhưng mà tôi không thấy người ta giải thích rất ít giải thích là bây giờ không phải là tôi 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 gượng bắt chước mà giải thích nhưng mà chính nó như vậy cho nên chúng ta thử bắt đầu một bất cứ một cái việc gì ví dụ bây giờ chúng tôi cầm một cái cái này tôi đưa lên à. thì tôi hỏi các vị thấy cái gì thì các vị nói tôi thấy còn các vị nói là cái gì thì nó khác nhau thấy và thấy cái gì nó khác nhau à. Cho nên khi tôi đưa lên á Tôi không hỏi Thì có vị ai cũng thấy cả Nhưng mà nếu trường hợp Mình thấy nhưng mà mình trong tâm mình khởi ra cái gì Thì thật sự mình thấy sai Tức là mình thấy Cái đó là tên đó Chứ không phải là mình thấy cái đó Tức là mình không thấy cái đang là Không thấy cái như thị như như Nhưng mà bằng vào mình thấy nó Mà mình không phân tích Không sanh ra khái niệm hay là cái không sanh ra cái cái tưởng cái 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 gì hết cả, tức là cái thấy. Nhưng mà cái thấy khi không có cái này thì mình không phải mất cái thấy. đưa vào một cái khóc thì mình vẫn có thấy, mà không đưa vào một cái gì thì mình phải thấy tất cả cái luồng mắt của mình đi tới đâu thì thì cái thấy nó hiện ra. Nhưng mà nếu không có cái gì mình nhìn trong hư vô thì mình sẽ nói hư vô hoặc hư không. Nhưng mà thật sự cái thấy mình nó thấy tất cả. Nhưng mà khi không có tất cả rồi thì nó thấy cái thấy ví dụ không gian. Nhưng mình ý thức được thấy cái thấy. Tức là tự thấy cái thấy. Thì lúc đó mình giác ngộ. Chứ không phải là mình không phải là mình thấy kiểu này hay là kiểu kia gì cả. Cho nên bữa nó thấy được tánh là Phật cái tánh tức là thấy thấy trong cái vô tướng, trong cái mà mình không mình rời phân biệt, mình rời phân tích, mình rời cái sự đối chiếu và nó nó không có một gì cả. Thì chính cái thấy này là Phật. Bởi vì Phật là gì? Phật là giác, Phật là giác giác ngộ, tức là từ cái đó mình mới sanh ra tất cả các loại trí, các loại phân biệt, phân tích. Từ chỗ đó, còn nếu mình thấy một cái gì rồi thì cái đó nó kẹt, nó là cái đó. Chứ nó không thể có cái khác được ừ. Ngày xưa người ta không đạt thành con người Mà ta nói là con gì đó Con thần, con con ngợm, con quỷ, con thiên, con gì đó Thì thì mình cũng kêu là cái đó thôi ừ. Ừ. Chứ bởi vì cái tên đó nó không là cái gì cả Cái tên người ta có thể thay đổi Nhưng mà cái thấy không thay đổi Con người có thể thay đổi lớn nhỏ già trẻ Thay đổi nhưng mà cái thấy không thay đổi xanh vàng trắng đỏ có thể thay đổi có thể biến thể biến màu nhưng mà cái thấy bởi vì nó biến cách nào thì cái thấy nó cũng thấy nhưng mà cái thấy nó không nói cái thấy nó không tên cái thấy thấy vì không không nói cho nên nó không không tên ở trong đầu nó không có cái niệm cho nên nó rất rõ ràng vì thế cho nên mình thấy nó không có mỏi nó không có mệt mình thấy không gian nhưng mà nó không có phân tách phân biệt cho nên cái đầu mình không mỏi mình mình thấy cái không gian nhưng mà tâm mình không có tính đếm không không có sự đến đi cho nên nó gọi là không có thời gian không có thời gian cho nên mình không thấy có mau chóng không thấy có sự dài lâu gì cả cho nên cũng có thấy thôi mà cái thấy thì nó là phật mà cái thấy thì là chúng sanh dù bất cứ ví dụ như bây giờ tôi thấy một vài huynh đệ ngồi trước tôi mà tự nhiên nếu tôi ở trong cái thấy đó an ổn bình tĩnh người đó tự nhiên cái ông biến thành cái bà đi thì tôi cũng thấy thôi bây giờ tôi thấy trong cái thấy chứ tôi không phải thấy trong sự phân tích cho nên nó không có phân tích ừ. có lẽ nếu tôi như chưa nhuần nhiễn về cái sự tu tập luyện tập đó thì có thể tôi cũng rùng mình tôi cái gì nhưng mà Tôi giữ nguyên trong cái thấy thì tôi vẫn có thể có bình tĩnh một khoảnh khắc. Hơn là cái người mà thấy một cái đó. Cho nên mình luôn luôn mình ở trong cái thấy, cái thấy, cái thấy đó là cái thấy của 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 đúng cái chân lý, tức là thấy như thật. Bởi vì Phật nó có nghĩa là thấy đúng, thấy 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 thật, thật là chính cái nghĩa của nó. Bất cứ lúc nào cũng thật, lúc nào nó cũng đúng bất cứ lúc nào nó cũng như là cho nên nếu mình muốn thấy một cái cái trò chơi như là mình thấy bỏ một cái cái gì đó trong cái ống vận hoa mình lắc lắc thì khi mình lắc mình thấy nhiều cái 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 màu sắc cái hoa nó xanh ra liên tục ừ. mình không có chán ừ. nhưng mà nó nhờ cái thấy mà mình không có chấp bởi vì mình biết nó là như vậy nhưng mà nếu ở ngoài mà nó thay đổi như vậy thì là mình cũng khủng hoảng bởi mình biết đây là trò chơi vì thế cho nên cũng như mình coi hát Mình thấy người ta đánh nhau Hay là có khi người ta đem sử trảm chặt đầu Thì thật sự mình biết Mình cũng ái một chút xíu Nhưng mà mình không có đi nỗi khổ Không có nỉ nỗi bức xúc hay rung mình Còn à còn nếu người thường mình bắt Mình thấy người ta chặt đầu thật Thì mình cũng tự nhiên mình cũng dùng mình Mình cũng sợ, mình cũng ngắm cho nên mình coi trong một hài kịch hay trong một cuốn phim thì nó là khác bởi vì trong sâu xa mình biết đó không phải vậy nó là một cái trò siết thôi à. cho nên mình thấy mình lạ mình cũng có một cái tính chất nghĩa là háo thắng phấn khởi để mà coi nhưng mà nó 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 không như trong sâu xa mình biết không phải vậy cho nên thế cho nên khi mà cái thấy cái thấy tánh tức là thấy về cái thấy thấy về cái tánh thấy thấy về cái thật đó thì nó không là gì cả bởi vì tất cả những cái bên ngoài nó thuộc về cái khách thể nó dao động còn cái thấy cái gì đến thì cái nó hiện ra trong cái thấy chứ không phải là cái thấy thấy nó ừ. cũng như tất cả âm thanh gì nó đến thì nó hiện nó nó gõ vào cái màng nhĩ cái lỗ tai cho nên nếu mình quen thì mình nói nghe à. vì mình nói nghe cho nên khi mà cái 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 âm thanh đó cái tiếng lời đó nó đi qua thì mình nói là không nghe nhưng mà thật sự lúc nào mình cũng có nghe nếu mình không nghe tại sao mình nói là tôi không nghe tôi vẫn nghe tôi vẫn nghe tôi biết biết nó không có lời không có tiếng tôi vẫn nghe cho nên tôi biết bữa biết cái, cái 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 không là gì nhưng mà thường thường mình dùng cái tính chất những cái lời nói nó nó có khi nó nó lệch qua hoặc là nó không chính xác lắm cho nên mà nó tôi không nghe à, thành do như vậy nhưng mà lúc nào mình cũng nghe lúc nào mình cũng thấy cho nên thấy được cái tánh như vậy tức là mình thấy được cái thường hàng thấy được cái tính phật ừ. cho nên không thấy tánh là chúng sanh không thấy tánh thì cũng như chúng là cái số đông cái sanh là cứ biến đổi hoài hoặc là sanh già bệnh chết hoặc mỗi lúc tất cả cái sự biến đổi của hình hài của thân thể cũng màu sắc của bất cứ một cái gì từ cái sự chuyển động nó sanh ra sự sai khác và nó sanh ra cái cái màu sắc nó khác nhau cho nên nó nếu rời chúng sanh thì thì không có tánh phật nào bên ngoài hết cả bởi vì cái cái tánh mà không có so sánh không đối chiếu không gì vậy thì nó nó không có thấy, nó thấy một là nó thấy, nó thấy cái tánh chúng sanh, cái tánh thay đổi, cái tánh sai biệt, cái tánh đắn đo, cái cái tánh phân tích, ừ, cái cái tánh mà nó 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 có từng lớp lan. Ừ. Còn cái thực tánh của mình đó thì nó không có gì, nó thấy như cái thấy. Lúc nào mình thấy như cái thấy rồi thì cái tâm mình nó tự định thôi, tự an ổn thôi. Thỉnh thoảng mình cũng có một vài cái ngạc nhiên Nếu nó cái gì đó nó thay đổi hoặc nó quá mức bình thường Thì mình cũng giật mình này kia Nhưng mà đồng thời cái thấy của mình nó trở thành an ổn Nếu mà lâu dài Ví dụ như người ta ngộ về cái thấy đó Nó cũng phải đòi hỏi một thời gian lâu lâu Nghĩa là 5 năm, 10 năm, vài chục năm trở lên Thì cái thấy đó nó trở thành cái như như thì nó bắt đầu nó có những cái lực lượng khác nó sanh khởi ừ. Ừ. cho nên Phật hiện tại ở chỗ nào tánh chúng sanh tức là tánh Phật vậy ừ. bởi vì từ cái cái tánh cái vô tự tánh đó mà nó mới sanh ra tất cả các tánh ừ. ví dụ như bây giờ cũng thì ví dụ như cái tay của mình đây mình nó có cái, cái cái tính chất nó nằm chung ở trong bộ phận có thể chuyển động nhưng mà khi mình khởi cái gì trong tâm thì cái tay nó mới khởi chứ mình không khởi trong tâm chúng sanh nó không khởi bây giờ nếu mình không có ý không có muốn không có nói gì cả cái tay mình cũng có thể đưa lên đưa xuống đưa qua đưa lại ừ. nhưng mà cái tâm mình nó không có khởi thì cái này khóc tâm không khởi nhưng mà cái tâm mình nó biết nó biết kín đâu ừ. bởi vì sao bởi vì nếu mình không động tay không có cái hình tướng nghĩa là nó tạo ra một cái sự biến đổi ở trong cái cái khoảng không này thì mình cũng biết mình cũng biết là cái tay mình còn để yên cái tay mình không có đưa lên đưa xuống vì thế cho nên cái biết của mình đó nó là một cái thấy nó còn chính xác hơn cho nên một con người ví dụ biết có thể người ta biết cái mà cái người cái người đối diện đó họ không ngờ. Ví dụ cho họ như mình mình nhìn cái nét mặt của người đó, mình nhìn bộ vị người đó hay cái gì đó, mình biết cái nhân cách của người đó. Mà mình biết cái nhân cách của người đó thì có thể mình đoán được một phần ít, nửa phần hay là mình đoán được đầy đủ cái cái chỗ của người đó là 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 cái loại người gì và họ sắp làm cái gì cái gì, đó mình có thể biết. Được còn khi mà mình biết bằng cái tướng đó thì nó có hai cái. Một cái là người ta khởi ra cái tướng nó quá thô. Thì mình nhìn theo cái tướng, dựa theo cái tướng đó mà mình đoán kế tiếp họ sẽ xảy ra cái hành động, cái lời nói gì đó. Hoặc là hai nữa thì mình nhìn cái 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 trong cái cái ảnh của họ nó trở thành có một cái gì đó nó 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 dao động lung linh và mình thấy cái đó mình biết là người đây sắp phát tác ra cái gì đó sắp sắp bạo động hay là sắp diễn một cái cái gì đó nó có thể thấy trước cái hiện tượng vi tế nhỏ và cái hiện tượng đó nó lớn dần hoặc nó bộc phát nó bùng lên thì mình thấy cái tướng còn ngoài ra thì cái tướng đó nó cũng hòa mặn, cũng như một người mà họ sắp la lên họ sắp khởi động hay là họ sắp có một cái tính chất phiền não gì lớn hoặc gây gỗ gì thì mình nhìn nét mặt người đó mình biết Tất cả ai đã cái này Thì ai cũng cũng có thể biết cái đó Một người họ sắp nóng giận sắp không Thì mình nhìn cái mặt họ Mà một người họ phát ra Một cái tình thương Mình nhìn trong đôi mắt Mình nhìn cái mặt họ Mình cũng biết Biết người này là có cái thương yêu Có cái sự mất mẻ dịu dàng từ bi đó cho nên hữu trung thì xuất hình nước ngoài trong lòng có cái gì nó hiện ra cái đấy vì vì thế cho nên hồi hồi nãy trong cái cuốn sách nó nó có người nó có ánh sáng có hậu quang nó có vấn đề cho nên mình muốn nói là cái chỗ không cái chỗ thấy tánh thấy thấy tánh này tức là mình thấy cái thực tánh cũng là cái thực tướng của mọi cái nó chưa xảy ra hay là nó dù nó có xảy ra nhưng mà cái đó không bao giờ nó mất ừ. cũng như cái cái bình thường thì mình nói là người này có cái tánh rất nóng nảy người này có cái tánh rất từ bi hoặc người này có cái tánh điềm đạm hoặc người này có cái tánh bốc chốc hoặc là không dữ gì đó hoặc là mình nhìn cái sự thô tinh tế mình biết À. hoặc là chưa khởi ra thì cái người mà họ có kinh nghiệm nhiều hoặc là họ đoán tướng họ cũng biết à. nhưng mà thật sự cái thật tánh đó thì không có biết được rất khó biết được nhìn trong cái tướng thì hiểu cái tánh người đó một phần nào thôi chứ không hiểu ấy còn cái người mà thật sự ví dụ họ một lọ giác ngộ hai lọ quá à, siêu hoặc họ có một cái tính chất khác họ cũng biết được à ví dụ những người mà họ làm về một nghề tốt, một nghề cao thượng hay là một nghề sâu xa gì đó, thì cái trí của mình cũng không biết được. ví dụ mình không thể biết những cái 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 cái, cái vị mà họ làm chính trị lớn hay là một là họ làm một cái 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 gì đó, nghĩa là mình không biết được là bởi vì cái trí mình không bằng họ và mình cũng không biết họ làm gì và mình cũng không có một cái biết gọi là tiên tri ừ. cũng như ví dụ như một người họ làm tình báo hay là họ làm một cái gì đó ừ. không phải là họ khôn ngoan không mà họ còn có, có những cái 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 thức nó rất tinh tế rất sâu xa họ ngồi trước mặt mình nhưng mà mình không biết họ nhưng mà họ biết mình bởi vì cái nghề của họ là vậy mình nói cái nghề họ chứ mà thật sự họ số họ sáng hơn họ có cái cái tài hơn chứ không có chắc chắn là họ giỏi hơn mình rất nhiều cho nên họ có biết được ừ. cho nên có những cái, cái 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 nghề của thân hay là cái nghề của tâm ừ. cũng như một người mà họ, họ họ giỏi võ thuật hay là họ giỏi một cái gì đó thì thật sự mình cũng khó biết chỉ là ngành ở trong cái chuyên môn hoặc là đồng nghiệp thì mình mới biết được chứ nếu họ không biểu diễn ra mình không biết được còn cái tâm cũng vậy nữa nó không biết được ừ. cái không biết được nhưng mà nó có ừ. chứ không phải nó không còn một người có cái biết mà ví dụ như nó nó có một cái sự thần lực thần thông hay là có một gì đặc biệt thì họ có thể biết cái người đó chưa xảy ra có hai ba cách biết một cách thì họ ví dụ họ dùng một cái phép toán số ví dụ như về cái cái dịch toán hay là họ bấm một cái quả họ có thể biết cái người đó à. còn thứ hai thì họ nhìn cái xác diện cái tướng người đó họ có thể biết cái vinh nhục thành suy hay là những cái gì có sẽ xảy ra và thứ ba nữa họ nhìn một người đó họ họ có thể biết tinh tế sâu xa cái gì đó nhưng mà thật sự trên đời này cái cái những người biết đó cái tỷ lệ nó rất thấp nói thuộc về cái thứ đặc biệt Nó chỉ là một hai phần trăm thôi còn có khi ít hơn nữa à. còn ngoài ra cái không biết thì nó rất nhiều à. nhưng mà cái quan trọng là cái này mình thấy được cái 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 cái, cái tự tánh đó. tức là cái tự tánh mà nó nó chưa phát sanh đó. cái tự tánh mà nó có thể sanh ra được tất cả những cái khác thì cái tánh đó mới là tánh phật cái tánh mà không tánh nó có thể sanh ra bất cứ cái gì nhưng mà cái tự tánh đó thì nó nó biết nó nó biết rất nhiều nó thông thái và nó nó biết nó cũng như biết mình biết người đó trăm trận trăm tháng là cái đó nghĩa là trong cái biết đó nếu mình biết người khác mà người khác họ biết rằng mình biết họ thì tức là cái biết của mình cũng không dùng được họ nếu mình chiến đấu một cái gì đó ví dụ trong trường hợp mà mình giao đấu một cái môn nào đó thì nếu người ta biết trước mình thì mình rất khó thắng người ta biết tổng quát thì được chứ còn người ta biết hết tất cả thì mình sẽ khó khó thắng. Ừ. Cho, cho nên do như vậy. Á, nhưng mà nếu một người nào mà mình biết được người khác á, thì mình có thể có một cái cơ hội nhiều hơn. Ừ. còn người khác không biết mình thì họ trục xuống cái hạ phong, họ không không có lên tin trước được. Ừ cho nên cái biết á nó là một cái cái tính chất rất kỳ lạ nó không có tướng nhưng mà nó lại một cái tính chất năng động nó có thể phát sanh được tất cả những thành bại hoại không của cuộc đời của cuộc sống nhưng mà cái biết đó nó lẫn lộn với với cái khách thể cái chủ thể và khách thể lẫn lộn thì cái biết này chỉ là người trí người sáng hay là người sâu xa hoặc người hiểm hóc hoặc là người nó nó có một cái gì đó thôi còn cái biết mà biết nó vô tư nó biết về cái tánh biết ừ. có ai đó ừ. Ai đó kêu vô đi hả cái nào thùng hả nói đâu mà lấy? À. À. cho nên do như vậy á nói là um, thấy tánh là Phật không thấy tánh là chúng sanh bởi vì không thấy tánh không thấy tánh tức là không thấy cái tính chất, cái nguyên lý để mà hình thành ra. Tánh tức là nó hình thành ra tất cả những cái tướng. Dạ ừ. 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 dạ. Biết làm sao phải chậu không? Dạ, không biết, nhưng mà chưa ngồi đây dạng chân. Không phải. Dạ có người hứa. À đó, thôi ngồi đó đi. Dạ dạ. Ừ. Để bạn ngồi, tôi ngồi đây. Mà ừ. phải ừ. nhìn nhìn cái miệng thai, mới biết thầy nói gì. Dạ, <laughs> dạ. Ừ, ngồi xe tới trước này cũng được nè. Dạ. Ừ. Cho nên do như vậy cái Tại sao mình nói thấy tánh là Phật? Bởi vì cái thấy đó Cái thấy đó Còn còn cái thấy cái gì đó Thì nó bước sanh ra chúng sanh Hay là là Phật Bởi vì thấy tánh là nó Thấy nhưng mà không có thấy cái gì hết cả Không có cái gì để thấy Là bắt đầu Nếu mà bắt đầu mình muốn học cái đó Thì mình phải làm sao? mình làm sao để thấy tánh, tức là bắt đầu mình như tôi thường có cách nói đó, đây là cái cách mà phát minh ra thôi. Nhưng mà chúng ta hãy thử, ví dụ mình hãy thấy một sự vật, ví dụ mình cầm một cái vật gì đó mình đưa lên, nghĩa là bây giờ không có vật này thì mình thôi thì có thấy không? Bây giờ không có cái vật này mình có thấy không? Mỹ mới lấy nói đi có thấy không có thấy gì À, cũng cũng có thể trúng nhưng mà nó phải chính xác chứ còn mình biết mình nói nói theo nghe thì là mình 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 gây gỗ với mình đó à, cho nên dĩ nhiên là mình mình thấy ví dụ như mình cầm cái này Nghĩa là mình làm sao mình cũng thấy Cái thấy nó đó Cái thấy nó không động Còn mình thấy cái gì á Thì mình theo cái gì đó thì nó động Ủa mình theo cái này Mình dòm qua Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm đó Đức Phật nắm tay Rồi Đức Phật mở tay đó Thì hỏi là Hỏi ông Anh Nam Thì bư đây là cái gì Thì nó bàn tay của Thế Tôn Đạo. Còn nếu mà đưa nó bằng tay có thể Tôn Thuận hay là đưa lên nữa xuống thì cũng bằng tay mà tại sao mình nói bằng tay xuống, bằng tay lên hay là bằng tay nắm, bằng tay mở. Mình nói cái đó là mình lấy cái động và cái, cái sự thay đổi, cái tướng thấy. Còn cái thấy của mình thì nói gì mình cũng thấy cả. Cũng như ví dụ bây giờ mình làm nhanh quá, giờ họ thấy cái gì thì mình nói thấy quậy thì không thấy gì cả. Nó thấy gì thì mình nói cái từ đó nhưng mà thực sự mình không thấy gì nó quậy mấy dầm thì mình không đếm nổi dù vậy đó cho nên chỉ là cái thấy thôi nhưng mà cái thấy cái thấy nó thấy tất cả sự vật dọi qua cái thấy đó thì nó thấy và nếu nó vì cái tướng thì nó phân tích còn vì cái thấy thì nó không cần phân tích nó chỉ biết nó thấy còn sự vật bởi vì sự vật là vô thường dù nó có lên, nó có xuống, nó qua, nó lại, tất cả nó biến đổi. Thì cái đó, bây giờ từ trường hợp trong chuyên môn nào đó thì mình cần cái thấy, cần cái, cái, cái thấy khách thể. Còn ngoài ra thì cái thấy của mình, mình sẽ không động. Vì không động trong cái thấy cho nên cái tâm không động. Vì cái tâm không động và cái thấy không động cho nên gọi là thấy tánh. Tức là thấy Phật. Thấy Phật là giác ngộ ở trong cái thấy đó mà không động tâm thì cái thấy nó còn nguyên. Còn trong cái thấy vì cái thấy mà mình động tâm, mình xê xịt cái tâm, mình dao động cái tâm, mình phiền não và mình thành ra cái có cái không, cái đúng cái sai, cái phải cái quấy thì gọi là động. Còn tất cả những cái đó mình biết hết nhưng mà không động. Thành do như vậy cái cái vấn đề đó. Ví dụ như bây giờ Mỹ nó tới mà đừng có vô lúc tới lúc lui này kia thầy không biết thầy động tâm dữ lắm mà thầy biết rồi thì thầy không động tâm nhưng mà cái này mình là mình nói chuyện nhỏ thôi còn cái chuyện lớn dù có biết không biết mình cũng không động tâm nếu mình ở trong cái tính thấy trong cái tính tự tính mình đó. mấy con hiểu không ừ. cái không động tâm mà vẫn có cái thấy đó thì nó mới gọi là thấy tính thấy cái thật mà không mà thấy một cái gì đó mà không có tên thì cũng có thể gọi là thấy, ừ. bởi vì mình thấy nhưng mà mình không có cái cái khái niệm vậy cả, bởi vì mình thấy cái này, chứ đưa mới đưa cái này thì mình nghĩ ngợi, mình chỉ một giây lát mình đã, ở cái này cái nắp ly cái gì đó, thì thì lúc đó mình yên tâm, mình yên tâm là bởi vì lúc mình thấy đó mình chưa biết là cái gì, mình thấy nhưng mà mình muốn đòi hỏi là cái nó là tên gì, nó là cái vật gì, cho nên mình trở thành cái không biết mà mình nói cái gì thì nó cũng chỉ đâu. Nếu mà đưa cái này rồi một người khóc còn nó ồ thầy cầm cái dung này chi? thì một người khóc một người ngồi bên nó không hm phải đâu thầy cầm cái nắp ly chứ đâu phải cái dung đâu. rồi xúm nhau cõi thì ông kia nói cái nắp ly với cái dung thì còn thứ gì mấy. rồi mình nói cho nên do vậy mình tranh chấp là bởi vì danh cái cái từ. còn cái sự thật đó mình không có tranh chấp. tranh tranh chấp vì cái danh và khi tranh chấp hay là khi mình cãi cọ thì cái gì nó xảy ra cái đầu óc của mình nó dao động thì mình sanh ra một cái tính chất mờ mịt nó, nó nó mất cái sự bình an ừ. cho nên mình học về cái thấy học về cái nghe học về cái này thật sự á đầu tiên nó sẽ trở thành một nó làm cho mình bình an hay là mình bị gì? không bình an là do mình cái vọng tưởng vọng tưởng rồi mình không biết cái nào là cái nào nếu mình vọng tưởng nhiều quá cái tâm mình mệt hoặc mình dao động hoặc mình không dao động hoặc một cái nữa đó là mình thấy được cái sự thật thì nó không có danh bởi vì danh thực hai cái này nó lẫn nhau cho nên trong duy thức mới nói danh thực lẫn nhau làm khách đó. cái này khách thì cái kia chủ tánh kia phải tầm tư tầm tức là phải tìm kiếm phải tư duy mình mới biết được cho nên cái này là cái gì thì mình nói đây là cái cái nắp Điều người ta hỏi cái nắp gì thì nó cái nắp đại ly thật sự nó không phải lắm đại ly mà đại thấy đại ly đại ly chứ nó là cái nắp bình hay là nắp gì đó nó nó lẫn nhau mà nó làm khách làm chủ ừ. nhưng mà thật sự cái này nó không có dính dấp gì tới cái nếu mà cái 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 cái, cái bình nó bể rồi thì đại vô cái gì cũng được hết cả cho nên nó không có cái cái thực sự cho nên tất cả ở đời mình vì một cái khái niệm cái khái niệm mà nó bị bị đóng khung nó bị cứng nhắc nó bị cố chấp nó bị một cái gì mà mình không có linh động thì cái khái niệm nó thành ra cái chấp mà khi cái chấp rồi thì nó sẽ gặp cái xung đột một cái cái khác nhau à. À cũng như giống như bây giờ một người phụ nữ mà người ta có gia đình thì người ta nói à người phụ nữ này có gia đình còn người phụ nữ không có gia đình thì người ta nói cái người phụ nữ này gì đó bà quá hay là một người bị chồng đi xa mất rồi họ dùng đủ thứ danh từ nhưng mà thật sự tất cả danh từ đó để phân biệt ở trên cái gì thôi phân biệt ở trên một cái 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 pháp lý một cái danh dự một cái cái luật lệ hay là một cái nguyên tắc quy tắc gì đó còn cái người phụ nữ đó là người phụ nữ nó không là gì hết cả mà người phụ nữ đó là bởi vì chỉ phân nếu cái tiếng nữ hay tiếng nam thì chỉ là cũng là cái tiếng phân biệt thôi ừ. nếu ngày xưa người ta đổi ngược lại thì bây giờ mình cũng kêu người nữ là người nam người nam là người nữ chứ không có gì cả cho nên chúng ta biết cái danh và cái thực nó khác nhau cái thực thì không tên mà cái danh thì có tên. Bây giờ mình muốn thấy cái thật thì mình thấy cái không tên. Mình thấy cái này, ví dụ như bây giờ dù dù tôi có nói đi nữa thì tôi cũng thấy cái này bởi vì trong trong đầu của tôi nó nó quen nó quen làm biến rồi nó quen không có đọc lên không có nói lên cho nên tôi nhìn sự vật thấy đúng thấy thấy như sự vật bây giờ tôi nhìn cái bông này mà ai nói cái bông này bông đỏ tôi cũng thấy tôi không phải tôi thấy đúng nhưng mà tôi không có cãi mà tôi cũng không không thấy nó sai chỗ nào tôi nói bây giờ người ta đổi rồi cái màu vàng họ bây giờ họ đổi theo khoa học là cái màu đỏ sau đó bây giờ nếu họ cố biện luận họ đổi thì mình cũng tin như vậy nhưng bây giờ tự nhiên mình không ai nói với mình cái chuyện đổi thay vậy cả nhưng mình nói mình không cố chấp thì mình nói à, đó là màu đỏ rồi một hồi thì người nói màu đỏ nhưng mà bây giờ thọ sữa lại rồi màu vàng thì mình nói màu vàng bởi vì cái màu gì cũng là cái đó còn cái thay đổi là con người thay đổi cái từ nó thay đổi và cái cái cái, cái ý nghĩa là chủ khách nó thay đổi trong trong cái tướng thể nó không thay đổi nhưng mà mình không diễn dịch nhưng mà nếu mình ở trong cái định tâm thì mình không có 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 sanh ra cái cải cọ ừ. mình ở trong một cái đại bản ngã mình cũng không sanh cải mình cái cái bông đó nó màu tím mà có đứa nó nói màu hồng hay màu gì đó mình cũng cãi bởi vì mình không cần cãi cái tâm mình nó không biết nó là đứa không biết nó kệ nó nói gì nói ai này kia nhưng mà trong tâm của mình thì nó lại nói nó sai cái đứa nó nó sai bây giờ mình thấy như chính nó thấy khi cái tay thấy mà cái tâm mình không có cố chấp tức là không bị một cái âm thanh một cái danh từ nào mà nó gắn kết với cái nổ trọn mình á thì màu tím mà bây giờ nó nói màu đỏ màu vàng thì mình cũng thấy nó như vậy thôi mình nghe cái âm thanh rồi âm thanh nó vút qua thì cái sự thật nó vẫn là sự thật rồi trong cái sự thật mình nhìn thấy đó mà mình không có phân biệt không có gì hết cả thì mình cũng không nói bởi vì không tên tức là nó nó không có danh tức là trong lòng nó không có niệm thì ở ờ, nó không có niệm cho nên nó không phát sanh lên cái tên nó không phát sanh lên cái danh gì cả thì cái thấy nó trở về với sự thật trong cái sự thật đó nó không phải là không biết gì không phải là nó một cục nhưng mà đổi cái này qua nội nó biết hết nhưng mà nó không có động tâm nó không có nói không gì cả ừ. bây giờ mình muốn tu mà cho được cái đó rất là lâu có khi một kiếp cũng không được hoặc là nhiều kiếp mình nó gọi là ngộ mới biết nhưng mà bằng cách phân tích pháp bằng cách mình phân tích về từ ngữ trong cái cái biện luận biện tài đó như ngữ như nghĩa như danh như thực thì tự nhiên mình có thể nó vỡ ra vỡ ra một cái tính chất thực cho nên ở trong trung bộ kinh có cái chuyện mà các vị họ cãi nhau vì một cái danh tự vì một cái chuyện gì đó trong một cái pháp lý nào đó mà họ cãi nhau hai người cãi nhau rồi tới bốn người rồi tới sáu người rồi cứ đi tới đi lui Bữa nào tôi sẽ tìm lại cái đó tôi nói Mà họ cãi cho cuối cùng á Khi mà họ vỡ ra Thì tất cả họ đều chứng quả 60 vị Hay là 6 vị gì đó Đều chứng quả la hán một lượt Bởi vì khi con người không còn nghi Không còn bất cứ gì đúng cái lý đó Thì tự nhiên cái tâm nó căng bằng Và những vị này là những vị họ có tu hết rồi Họ có những cái 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 tu tức là cái phạm hạnh những cái sự sai trái trong cái thân khối họ nó ổn định rồi và họ chỉ còn cái không biết thôi không biết là không phải không biết cái gì mà không biết về cái thực của cái đó là cái gì cái 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 gọi là mình gọi là cái vô tướng cái như thực hay là cái phật tánh là gì đến khi có người mà nói được rõ ràng ra thì họ họ quất như họ họ ngộ chắc là họ không còn nghi không gì cho nên ngộ là cái trở lại với cái không có gì mà nó không có cái tiếng là không có gì hay là có gì Cũng như bây giờ ví dụ như Chúng ta biết cái tánh nghe của chúng ta Thì bây giờ thật là rất là dễ Bởi vì cái tiếng chuông Bây giờ cứ mấy phút gì đó Nó nó gõ ra Nhưng mà nếu chúng ta biết cái thường nghe của mình đó Thì tiếng chuông nó đến nó đi Chúng ta không có khó chịu Chúng ta đương nói Thì nhân dịp cái, cái, cái chuông nó đến Rồi có chuông nó đi Bởi vì trước kia chúng ta nghe Chúng ta biết cái không có nghe Tức là có âm thanh và không âm thanh nhưng mà mình không trụ trong cái âm thanh Mình không có trụ có cái không âm thanh Mà mình trụ trong cái tự tự tính của mình Là không 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 phải là không gì Nhưng mà nó là cái không Cho nên khi cái chuông nó đánh Thì nó đánh, Cái tiếng chuông nó đi là nó đi Cuối cùng thì nó trở lại cái không Cái không trước Và cái không sau nó cũng là một cái không Còn khoảng giữa thì tất cả những cái âm thanh nó rơi vào cái không đó rồi nó là tan đi. cho nên do như vậy tất cả mọi cái đó, cho nên chúng ta biết xét biết cái tính chất tinh tế của cái sự phân biệt thức thì tất cả mọi vật nó đều rõ ràng, nó nó sáng sủa không có hoài nghi. Trước hết là chúng ta không có cố chấp, không có chấp danh, chấp tướng, chấp gì cả. mà bởi vì cái từ này á thì ai cũng nói, ai cũng dạy. Nhưng mà làm sao mà chúng ta không chấp được Cũng như giống như là Chúng ta làm một việc gì Ở trong lòng chúng ta có đập Ví dụ bây giờ tôi uống nước Thì tôi tôi tôi, tôi thấy tôi uống nước Có lớn lúc mình vô tư Nhưng mà nếu một người nó nói sai Tôi, tôi bưng cái chăn nước này mà tôi uống Một người nói thầy ăn cái gì đó thì tôi cãi liền tôi nói, đâu có ăn thì uống nước thôi chứ không phải ăn. tức là tôi chấp uống nước. còn cái mà tôi không chấp không ý thức không vậy cả cái gì cũng được hay cả. thì tôi uống nước. mọi người hỏi thầy ăn cái gì thì tôi có thể tôi vui vẻ tôi nói tôi ăn nước cũng không sao. còn bây giờ nếu mà tôi ấy thì tôi nói tôi đâu có ăn như giờ tôi đừng uống nước. vậy mình chấp cái từ uống và ăn. rồi mình phân tích nó đủ thứ thứ nhưng mà với một cái người mà không có cố chấp, không bị dính vào từ ngữ Thì bây giờ tôi tôi dịch cái từ uống ra ăn, ăn ra uống cũng dễ dàng, không có khó khăn gì cả Bởi vì mình cố chấp Cho nên cái chấp mình đó, nó mới thành ra chúng sanh Cái chấp nó thành ra cái không biết không biết thì mình mới mình mới có cái danh mình đặt tên rồi mình thấy tướng mình mỗi cái mỗi cái mỗi cái chấp rồi mỗi một cái thời gian mỗi một thế hệ thì tất cả cái chấp nó thay đổi theo cái từ theo cái mùa đen theo cái cái tính chất của thời đại nó đúng theo theo từng cái thời gian từ cái đời sống ăn mặc hoặc là cái tính chất kiểu cọ chơi vui vẻ hay là bất cứ cái gì nếu mà người ta sống không đúng với cái thế hệ bây giờ thì người ta nói à, người này quê mùa rồi ừ. Còn nếu đúng bây giờ thì nó phải. Nó, tôi sống theo đúng cái 4.0. Nhưng mà thật sự hỏi 4.0 là gì họ cũng không phân biệt được. đó, ừ. Rồi Họ dùng những cái danh từ hiện đại để nó lấp lém đi. Cho nên cái sự thật là là cái đầu tiên thì mình nói không nên chấp. Cái thứ hai thì mình nói nên hiểu biết cái sự thật. Thứ ba là mình nói sự thật là cái không tên, cái, cái thứ tư là mình mới nói nói như chính nó, cái thứ năm là mình nói mình thấy, cái thứ sáu là mình nói thấy bằng cái không thấy, không thấy bằng thấy, thì tức tức là mình theo cái từ ngữ đó chính xác nhất thì nó sẽ giải thoát, bởi vì thấy bằng không không bằng thấy thì nó cũng cũng què nhau thì là không thấy và không không thì tất cả chúng ta nhìn sự vật nhìn sự vật mà không chấp không tướng không hình không gì đó thì gọi là ly tiền trần nhược ly tiền trần hữu phân biệt tánh tức nhân chân như tâm mình nhìn sự vật mà mình ly cái trần trần tức là những cái bên ngoài những cái tướng bên ngoài còn bên trong mình ly cái vọng tưởng cái tiền trần là cái vọng tưởng ừ. mình muốn ly vọng tưởng thì mình mình làm một cái gì mà mình làm bằng một một cái tính chất đừng có nghĩ trước ví dụ tự nhiên mình đưa ra cái mình lắm cái này hay mình làm cái gì đó thì mình thấy mình đâu có tưởng gì đâu nhưng mà mình nói ờ à, tôi muốn đưa ta tôi lấy cái này tôi muốn coi cái này gì đó mình suy nghĩ một chút xíu gì đó thì mình mới hành động cho nên cứ nghĩ nó đi trước và hành động nó đi sau ừ. có những lúc mình không nghĩ mình vẫn hành động được nhưng mà mình không biết cái đó cái đó là cái trực giác của mình mình hành hành động ví dụ chẳng hạn như mình chơi thể thao do cái nghệ thuật cho khéo thôi cách mình chơi ví dụ mình đá bóng hay là mình đánh banh đánh vô lai hay là chơi bóng bàn hay là chơi tất cả cái trò chơi thật sự lúc đầu thì nó có cái quy tắc quy luật nhưng mà khi mình chơi rồi thì tự nhiên cái sự sáng tạo của mình rất là nhanh ngay cả võ thuật cũng vậy nữa có thể mình biết được những loại quyền như thế nhưng mà đến khi mình đánh nữa thì lúc đó tự nhiên nó biến nó biến chiêu một cách lạ luôn chứ mình nghĩ không kịp có những người họ quá giỏi thì thật sự họ cái cái nghĩ họ đồng với với với, với cái quyền pháp quyền nhưng mà nếu một người họ sáng kiến thì tự nhiên họ họ tự biến đổi được nhưng mà nó phải nhanh nó phải phải nhanh cái nhanh nhất là không có cái chấp và cái thấy cái thấy kịp với cái một cái vận tốc cái không gian đó. cho nên tất cả mọi cái nó đều là cái cái gì mà có tướng có hình có này kia thì cái đó thật là cái tương đối thôi ừ. còn cái biết mà không hình không tướng không gì đó là cái biết nó tuyệt đối cái biết nó nó nó, nó ở trong cái tự tánh biết thôi mà cái tự tánh biết là cái tự cái tự động nó hiện hữu nó có thật nhưng mà nó lại giải thoát còn cái biết mà theo cái tính chất mình lặp lại truyền thống bài đặt thì cái biết này nếu nó xê xích một chút thì nó thấy nó không kịp hoặc là nó quê hoặc là nó nó sau đó nó sai. Cho nên ở trong những cái 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 ví dụ như bây giờ nếu mà chúng ta giỏi toán chúng ta cũng có thể làm một cái bài toán và nghịch lại những cái con số toán được và cái nghịch lý đi một lúc nào nó vẫn phù hợp với một cái gì đó Cho nên có cái anh đó, anh, 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 anh trong một thuật toán mà anh tính được cái cái con số độc đắc Tôi có coi đâu, anh trúng mười mấy lần cái số đó Anh nghiên cứu về cái sự sai số ở trong đó, đó. Nó, nó giỏi đến cái mức đó cái, cái đó nó cũng giống như là um, tất cả các cái, cái pháp mà nó thuộc về bói toán đó. người ta chúng ta bói toán mình có thể nghe cái tiếng chim kia mình biết con chim đó nó sẽ gặp cái nạn gì bao giờ cũng như mình thấy cái bước đi của con người hay mình thấy bộ vị của con người mình có thể đoán họ bao giờ họ chết hoặc họ tập tai họa gì hoặc họ gặp cái may mắn gì à. cho nên người ta nó hữu trong xuất hình ở ngoài cái gì mà nó xảy ra nó đều có trước ở trong người mình đi các nhưng mà nó quá kín đáo nó quá khó không biết được cho đến khi mà mọi người đều có thể biết là cái tướng đó nó ra tới bên ngoài rồi nó thô rồi cũng như con người mắc một cái bệnh gì đó không phải là nó chết liền nó phát liền mà người ta nói mắc bệnh mùa đông thì mùa xuân hay mùa hạ gì nó mới phát còn mắc hạ bệnh trong mùa mùa hạ thì mùa thu mùa xuân gì nó mới phát không phải là nó phát liền có thứ nó phát liền có thứ nó không phát ừ. cũng như có một loài rắn nó cắn mà nó không phát liền nhưng mà mấy ngày sau nó phát ra là nó chết có loài rắn nó cắn đi không quá bảy bước thì người ta ngã xuống người ta chết nó tùy theo cái cái độc của nó cho nó... nên sự vật cái xảy ra và cái 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 chưa xảy ra đó khó mãi biết được ừ cho nên nó không có nhất định cái gì thế giới này là một thế giới nó gọi là vô thường à, à. nó gọi là ba ly nó gọi là anicca anicca gì Sapa -nika đó. À. thế giới này là một cái thế giới đưa đến những cái sự tàn phai những cái sự mất mát những sự thất vọng nó không hoàn toàn nó không thể hy vọng nó hy vọng ở một lúc nào cho nên trong kinh phật gọi là đi khá tức là khổ nó bung vỡ nó nó biến mất cái, cái mà chúng ta hy vọng đó à. sắp là tất cả sanh ra là cái tính chất vận hành đều đưa đến cái đi khá được khổ hay là cái anatta là cái tính chất nó không có cái tự chủ nó không phải là nó đưa đến khổ hay vui mà cái cái tính chất bung vỡ của nó ví dụ người ta thấy một cái chiều quay nếu mà ta tính sắp giỏi ta biết nó quay bao nhiêu giây bao nhiêu phút nó sẽ đứng lại à. còn nếu mình không biết thì mình biết à nó, nó đứng lại cho nên trong cái thường mình biết được cái vô thường và trong cái vô thường mình sẽ có thấy được cái thường à. nhưng mà có một điều trong cái sự tu hành như cái bài đây nói tức là mình thấy được cái tự tánh của mình cái tự tánh bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh bất tăng bất giảm, nên mình thấy được cái chỗ tánh đó là Phật. Bởi vì khi mình thấy đó thì cái thấy nó không động, cái thấy nó không khổ, cái thấy nó nó không bị chạy theo những cái gì vô thường xảy ra. Cũng như mình không sợ cái chết thì cái chết nó xảy ra mình không sợ, mình mình không mình biết cái chết là gì thì cái chết xảy ra mình cũng không sợ. Mà nếu mình biết cái sống thì cái sống của mình nó không tăng lên cái lòng ham muốn còn mình không biết cái sống thì chính cái ham muốn nó suy dục mình háo sống mình ham sống vì thế cho nên cái biết nó phải đi trước nghĩa là mình thấy cái cái tánh không đó, nó nó trước và mình thấy cái tánh vô thường và thì mình tự nhiên mình mình giải trừ được tất cả các pháp tương đối còn nếu mình thấy cái tánh tự tánh thì lúc nào cái tánh nó à. À. cho nên mình thấy một cái vận tốc nó chuyển động quá nhanh mình không thể đo đếm được nhưng mà dù một tẻ hở rất nhỏ nó vẫn có cái chỗ không có vận tốc ừ. nó không phải ở đây mà nó đi tới kia một cái vút được mà dù nó có đi nó, nó giống như là là cân đấu văn của tề thiên thì nó cũng phải có khoảng cách đó à cho nên biết cái vận tốc trong cái không vận tốc đó nó mới là quan trọng cái không vận tốc mà nó sinh ra cái vận tốc hay vận tốc mà nó sinh ra cái không vận tốc ở khoảng nào đó. cho nên tất cả những cái 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 khổ của cuộc đời nó vẫn có cái vui trong đó người người ta mới sống được người ta sống tương đối hay là tuyệt đối người ta mới sống được còn nếu nó khổ mình khổ hoàn hảo thì người ta sẽ chết ngay nó vẫn có cái khoảng thời gian để cho người ta sống ừ. vì thế cho nên trong tất cả mọi cái pháp thế gian nó gọi là cái tương đối thôi nó không có tuyệt đối mà tuyệt đối nó chỉ có cái biết tánh biết và cái thấy cho nên gọi là cái biết đó nó bởi vì nó biết là biết chứ không phải nó biết cái gì cái gì thì thay đổi trời đất lộn xộn cái gì đó nó chỉ ở trong cái biết thôi nó như tâm kiến thì nó chỉ gọi nó biết thôi nếu mình thấy được cái biết thì là cái biết là là Phật tánh của mình, là cái tánh giác, là cái tánh sáng của mình. Ừ. Còn nếu mình thấy cái tánh thấy thì mình không không có dao động cái gì mình cũng ở trong tánh thấy. Ừ. Mình không cần đúng sai phải quấy hay bất cứ gì phân biệt. Cho nên tất cả những cái đó là cái thường pháp. Ừ. Còn cái 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 mà khác hay là nó là vô thường pháp. Ừ. Cho nên tất cả pháp tu không có cái gì mai mau bằng cái tính chất giác ngộ. Cho nên người gọi là giác ngộ là thành Phật. Bởi vì sao gọi là thành Phật? Khi giác ngộ rồi nó không dao động, nó không thay đổi, nó không tạo nghiệp và rằng như nó trả nghiệp cũng rất nhanh. À. Cho nên cái điều đó nó gọi là trở thành nó nó hoàn hảo được cái Phật tính, tức là cái tính biết, cái tính giác của nó. Còn nếu không giác ngộ thì chúng ta phải chuyển động, phải sanh hoài. Mà có sanh thì có việc Chúng là số nhiều, nó phải sanh diệt, sanh diệt, gì Hoài. Nó, 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 Cho nên, cho nên sanh trong cái đã sanh. Ừ. Cho nên khi sanh là cái đã sanh. Đã sanh là cái hiện hình sanh ra. Đó cho nên cái, cái 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 hiện tại và cái đã và cái, cái quá khứ hiện tại vị lai thật sự nó cũng ở trong một khoảnh khắc thôi nhưng mà do cái thấy của chúng ta do cái thấy của chúng ta nếu cái thấy chúng ta thường hàng thì chúng ta sẽ thấy trong cái sanh diệt nó nó ly sanh diệt cho nên thấy sanh diệt và và thấy thấy ly sanh diệt hai cái đó nó nó không phải là cái thấy của phật mà là nó thấy trong cái sự tiến hóa và khổ đau của chúng sanh, nó thấy sanh diệt là nó thấy cái, cái 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 khổ đau của chúng sanh, còn nó thấy cái ly sanh diệt là cái thấy của Thanh văn Bồ Tát, ừ. mà ở trong cái thấy là thấy thì cái thấy đó của Phật, cho ừ. nên thế gian ly sanh diệt, không có cái sanh diệt do như không qua tức là giống như hoa đóm nó không có xanh gì hết nhưng mà con mắt mình nó, nó nó nó, mờ nó chập chọa thì nó thấy hoa đóm nó hư không cho nên nó thế gian ly sanh diệt do như không qua trí bất đắc hữu vô nhưng đại bi tâm cái trí nó không còn đạt được cái hữu hay cái vô bởi vì hữu hay vô là cái tương đối thì mình chỉ sanh cái đại bi thôi con người bị dính nhiễm và khổ cho nên mình chỉ có cái quyền hạn là tình thương thương cho người cho nên bây giờ mình không nói cái đúng cái sai gì cả cái gì mình có thể thay đổi mình thay đổi bằng tình thương ừ. cái gì mình không thay đổi thì mình thấy mình không có chưa có khả năng đó mình bất lực cho mình hay cho người như vậy chứ mà mình không có trách móc mình không có viện lý do mình không có viện đủ thứ chữa cả bởi vì khi thay đổi con người rồi thì con người nó mới có thể trở thành khóc được ừ. bây giờ một người đó đương đói quan trọng là mình hãy cho họ ăn còn mình trách mình nó ai biểu mày làm biến chi mày không làm ăn mày nói thứ đủ thứ thì họ đói họ càng khổ hơn nữa. Nhưng mà rốt cuộc là mình không cho họ được cái sự thật bình an thì mình hãy cho họ ăn vui. Vui rồi mình nói à thôi uh, mày ráng mày làm ăn, mày mày cố mày cố gắng mày làm này. thì thì mày sẽ không bị đói. Nhưng mà họ ăn no rồi thì mình mới nói. Còn xưa mà khi mình nói họ khi đói rồi thì là mình trách móc họ. Uh cho nên trong cái khổ thì mình mình hãy hãy giúp đỡ ừ. còn cái cái không khổ thì mình phải nhận biết cái trạng thái tâm ừ. cho nên vấn đề tu là do cái biết của mình do do cái 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 thái tánh của mình cái, cái tánh là cái gì nó cũng thấy xanh vàng trắng đỏ dài ngắn vuông tròn nghĩa là khối lượng lượng gì là cái tướng của của nó nó ở trong cái tướng nó đi qua cái mặt gương cái gương của mình là cái thấy nhưng mà có nó cũng thấy mà không nó cũng thấy thấy nhưng mà nó không động nó là vậy đó ừ. đó là mình ví dụ tạm thôi chứ nó cũng là tương đối thôi ừ. còn nếu nếu mình là bị bị hút theo cái thấy đó thì mình không còn phải là cái gương nữa, mình mình chạy theo cái đó, chạy theo cái sự co giãn, ừ, tức là mình chạy theo uh, cái cái tính chất biến đổi vô thường của sự vật. cho nên mình chạy theo cái vô thường thì tức là mình phải khổ hoặc là mình phải lầm còn mình chấp cái cái thường á thì một là mình phải khốn khổ, còn hai là mình bị cố chấp, nó không phải thường mà không phải vô thường nhưng mà nó là cái tính chất của cái sự biến đổi như thế đó nó là như thế à. À, cho nên khi sanh là cái đã sanh hiện hình là tự chính mình đương đi vận hành trong cái tha, cái thay đổi này à, cái còn chẳng được huống gì vật kia sinh lên trong lúc đang lìa cái còn chẳng tụ huống gì đang đi vận hành trong cái chuyện gì ăn mau trong cái tức thì trôi qua dù vận hành hay dù đứng một chỗ thì cái đó nó cũng không có thật nó giống như một cái vòng lửa mình quay nhanh mình cầm một cái mình quay nhanh nhanh trong bóng tối đó thì mình thấy một vòng tròn nhưng mà không bao giờ có vòng tròn đó vòng tròn nó tuyệt đối nó không có nó chỉ do con mắt mình thấy không kịp nó sanh ra thôi cũng giống như mình diện cái cây cột mà mình quay nhanh trời ơi, mình, trẻ nhỏ mình diện một cái cây nữa đó mình, mình quay mình chơi một hồi là mình tán nên thấy trời đất nó quay cuồng ấy. không có trời đất quay nhưng mà do mình mình bị chóng mặt mình quay mình quay bởi vì mình làm một cái gì đó nó bất thường nó nghịch đó. Cho nên cái thế giới này là thế giới mình phải nên nhìn lại. Trước hết mình muốn mình muốn tìm cái điểm chính xác là mình đừng có đừng có đặt cái phê phán mình đạo đừng có đặt cái trách móc mình đừng có đặt cái gì mà mình nhìn đúng cái sự thật như chính nó cái này rồi sau đó nếu mà mình muốn thay đổi thì hãy vì tình thương mình thay đổi thì người ta mới nghe được bởi vì con người ai cũng có cái cố chấp cố chấp nó là bản ngã dù người ta sai rồi đi nữa nhưng mà mình nói nặng cả ta, ta cũng không nghe đâu mà ta có nghe thì cũng gượng gạo thôi bởi vì cái bản ngã là sự cố chấp cố chấp nó thành ra bản ngã một cái gì đó con người không có ngã nhưng mà nó khi mà chấp nhất cho một cái gì là thật mình làm thật hay là nó là mình thì nó trở thành ngã đó. cho nên mình phải khoát thủng mình phải vạch ra được tất cả những cái, cái tính chất cái nguyên lý nguyên do mà mà sai mình thấy cái đó thì nó nó là cái đúng bởi vì trong cái sai nó cũng là đúng từ sai là mình nói theo cái cố chấp đúng của mình chứ nó không phải là sai à. một con người mà ví dụ như bây giờ mình 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 đi mà mình, mình đi hai chân à. nhưng mà nếu mình bị một cái chân bệnh hoạn thì mình đi cà nhắc rồi mấy người họ nói trời đi cả nhát xấu thế này thế kia nhưng mà cái khi cái đương cái hành động nó không phải là xấu cho nên cho nên trong một bất cứ một cái gì á mà ở trong chính cái đương là đương sự đó nó không có sai nếu mình so sánh một cái gì thành sai thành sai bây giờ mình mà, mình mặc cái kiểu đồ thì nó đúng nhưng mà nếu so sánh với cái hồi trước đó, thì mình mà, mình sai hoặc là mình mình không giống cái truyền thống nữa nhưng mà một thế hệ nó qua đi rồi thì thực sự mình sẽ sai mình an diện cũng sai cái cái mốt nghĩa là sống của mình cũng sai trong tất cả cái gì sai nhưng nhưng mà cái sai là bởi vì cái chấp chứ không có cái sai cái đúng nó nó không có một cái gì đúng đúng đáng thật tất cả mọi người cho đúng là nó đúng mọi người cho sai là nó sai nhưng mà chỉ có nó phù hợp phù hợp để để con người được thoải mái thì có cái này nó không phù hợp thì mình sẽ làm cho nó phù hợp còn nếu nó nó làm trong cái đó mà mình mình nó sai nó sai nhưng mà mình không biết cái cách cải đổi thì nó sai nó thà nó sai thôi chứ nó không có chịu nó không có thay đổi bởi vì sao bởi vì cái đó là cái bản ngã của nó sự chế biến như đó ừ. mà dù mình nói trúng mà nó chấp nó cũng vẫn nói sai ví dụ như một cuộc chiến tranh mà mình nói sai nhưng mà người ta làm theo cái ý muốn người ta làm theo cố chấp người ta đâu có thấy sai đâu ừ. nhưng mà trừ trường hợp mình mới nói làm sao hãy giảm trừ bớt cái, cái sự chết chóc đi và cái sự hao phí của những cái cái khí tài cái tài nguyên hay là này kia đi hay là mình nên là mình có cách nào mà mình phải đưa cái gì lợi hơn lên nhưng mà dù mình có đưa cái gì lợi hơn lên cái sự hòa bình nữa nhưng mà nếu người đó và họ tự ái và họ cái, cái bản ngã họ lớn thì họ cũng không thay đổi à. bởi vì nó là người ta cái tâm lý đó là cái 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 chỗ nó đang vận hành nó đang là có con người chứ không phải là con người có cái tâm lý đó chính cái tâm lý đó là con người bởi vì khi họ thay đổi thì một cái tâm lý khác học nó tôi là ở đây tôi là bây giờ tôi nghĩ như thế tôi làm như thế chứ nếu mình nghĩ như thế mình làm như thế mà nó tôi không phải tôi làm không phải tôi nghĩ thì cái chuyện nó không ai nói được nó rất vô lý cho nên khi mình nói mình nói cái tôi tức là mình xác định cái chủ thể của tất cả cái động thái của mình thì cái đó là, là cái ai của họ cũng thấy đúng Ngài có khi đúng khi sai nhưng mà họ không thể thay đổi được là bởi vì họ thấy một là họ thấy mình làm đúng, hai là cái tự ái họ cũng không thay đổi được. Với ba là cái cái đà họ đương chạy họ cũng không dừng được. Cho nên thế giới này nó luôn luôn nó nó không có thể có cái sự an ổn được. Bởi vì con người đều quá đà của cái gì chính mình. Mình cũng quá đà, ví dụ bây giờ mình ăn, mình ăn đó, mình ăn ngon mình ngon rồi mình ăn quá nó nhiều rồi nó sanh bệnh hoặc là nó tức bụng nó sình bụng nó đau bụng gì đó à. mà khi mà nó đau quá thì mình mới nói nhưng mình nói nó vừa thôi chứ mình nói ai biết mày tham mày ăn rồi này kia thì nó tôi vậy đó kệ tôi ăn kệ tôi con người không có chịu nổi cái tự ái chính mình đâu cho nên chúng ta biết về tâm lý về vật lý về tất cả cái hiện tượng tương đối như vậy thì chúng ta mới có thể thay đổi được người mà nếu chúng ta thay đổi Muốn thay đổi người thì cái muốn đó Trước hết là từ trong người mình xót ra Từ mình có một cái tính chất xác định được Rồi mình mới thay đổi được người khác à. Cũng như ví dụ như bây giờ Mình học về cái tính biết Mình học về cái cái tính thấy này Mình phải học làm sao cho chính tự mình thấy Thì sau đó mình có thể trình thuyết Mình có thể giúp đỡ người khác được còn nếu mình nghe lý thuyết không thì nó không đủ đâu. Cho nên nếu mình thấy một lúc nào đó thì mình mới hỏi người ta đây là cái gì? Người ta sẽ nói, à mỗi người họ sẽ nói, à đây là hòn đá. Rồi mình nói, mình mới hỏi là bạn thấy trước hay là bạn nói trước? thì người ta sẽ hỏi rằng người ta sẽ nói à dĩ nhiên là những người thông minh hoặc là những người có chút có chút phân tích nhanh họ cũng nói là người tôi thấy trước thấy trước rồi mới nói trước chứ thì bạn hãy nhớ lại khi thấy trước là thấy cái gì nếu họ mù mà họ nói tôi thấy hòn đá tôi nói không phải cái thấy trước rồi mới bắt đầu nói khi thấy trước không phải bạn thấy hòn đá chỉ trong một tích tắc một phần của dây thôi là bạn thấy dù sao cái thấy đó cái thấy trong khoảnh khắc thấy nó thấy được như thật nó thấy được chính nó nó thấy đúng rồi chứ nó tức là nó không có nói đá hay là không đá rồi tự nhiên cái quen thuộc của một cái dòng tâm thức một cái nó cứ nói hòn đá hay là muốn nói một vật gì đó luôn luôn cái nói nó xảy ra trong một như một cái tích tắc còn đờ còn cái người mà họ họ gọi là chưa biết thì họ thấy có khi họ thấy đúng nhưng mà họ là cứ nghĩ không biết là cái gì Ừ. nếu là một đứa nhỏ mình nói đây là một cục ngọc hay là một cục vàng hay gì đó thì nó cũng nói như vậy mà nó không thấy sai thấy đúng với cả mà tất cả mọi người đều nói như vậy thì người ta cũng thấy đúng rồi nếu mà có một cục vàng cục ngọc thì người ta nói là một hòn đá thì mọi người cũng thấy đúng nhưng mà cái cần hay là cái trang sức thọ dùng hòn đá đó còn cục này cục vàng của nó thôi để bỏ đi đó. cho nên thấy không? chúng ta thấy cái sự ứng dụng với cái danh từ nó phải phù hợp ở trong một sự đáp ứng cần thiết nào đó cho nên tất cả cái từ nó không có cái giá trị gì nhiều nó có giá trị chỉ người ta chấp nhận nó mà người ta phải chấp nhận đúng thời còn nếu người ta chấp nhận không đúng thời thì nó cũng sai cho nên thế gian này là thế gian nó nó có một cái tính chất nghĩa là dao động lai lắc tranh nhau từ cái phải trái đúng sai rồi cái thiện góp cái đúng với cả cho nên có những người làm thiện nhưng mà chưa chắc đã thiện có người làm ác chưa chắc đã cái óc, cái thiện nó lẫn lộn nhiều mặt lắm cho nên chúng ta thấy như cái thấy nghe như thế chỉ cái nào mà nó quá chừng thì chúng ta phải nhã nhặn xin lỗi người ta và sửa người ta những cái đó không có sửa nhưng mà nó bạn có thể thay đổi bạn làm như thế thì nó lợi hơn và nó có thể có những cái, cái 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 hữu ích hơn hoặc là nó sẽ xảy ra những cái hay hơn sau đó ừ. nó không phải sai nhưng mà bây giờ mình có thể thay đổi một chút nên cái gì đó cho nên cái ngôn ngữ và cái ý chúng ta nó 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 phải thật sự tế nhị nó, nó tránh đi nó tránh đi chậm vào cái mà người ta mình nói người ta sai và người ta sai cho nên tại sao mà tất cả những người tù đa số họ họ khó bỏ họ khó bỏ cái sự sai họ có khi họ bị ở tù rồi ra họ là vẫn làm vậy nữa có những người ăn cắp họ đi vào ra tù tới mấy lần ừ. trên hồi xưa tôi coi sách tâm cố tôi thấy không minh mà bắt mệnh hoạch bãi lần bắt bắt lần sao ông bắt cũng thả ông, ông bắt ra thì tôi tức lắm tôi nhỏ tôi thợ cái ông này sao nó đã sai đó bỏ ra nó phản nó phản mà ông cứ ông, 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 cũng thà hoài nó, nó phản rồi cái thì ông bắt được bắt được ông tha bởi vì không minh rất giỏi ông có thể bắt lúc nào cũng được còn thằng kia thì nói nhưng mà tới bảy lần thì nó không thể thà được nó cảm thấy bây giờ nó có thả ra cũng bị bắt thôi đó. Đó. cho nên mình muốn xả sửa người ta phải đợi đến một cái chỗ nào đó Chứ ngồi hoặc mình làm gì nhưng mà không phải cái người nào cũng bảy lần ấy cả còn cái, cái cho nên những cái này mình nói thì thì nó nói đúng nó cũng không phải là cái giới hạn của mình ừ. cho nên mình muốn làm thay đổi từ cái cái gọi là xấu là cái tốt đó thì nó nó khó là bởi vì mình chấp trước rồi rồi mình thay đổi thì người ta không thay đổi được ta không thay đổi được là vì sao vì cái mặt cảm vì cái mặt cảm vì cái tự ái và vì cái bản ngã hoặc là vì thói quen bây giờ mình muốn thay đổi họ mình phải có một cái cách khác phải tôn trọng họ mình có thể nói ờ bạn tôi biết bạn làm gì bạn chơi chứ bạn bỏ như như chơi bạn không ăn thua gì đâu người đó gục đầu nó phải anh nói đúng tôi không thích thôi chứ tôi thích tôi bỏ liền hoặc là tôi thích cái mình tôn trọng bản ngã của họ thì họ họ sẽ làm được nó có nhiều chuyện nó rất lạ lắm cái họ không có thì mình phải nói cho họ có rồi rồi cái họ có thì họ mới bỏ được nhưng mà không phải mọi người đều áp dụng vậy mỗi người mỗi khác cho nên đời sống này là một cái đời sống nó không có một cái tâm điểm nào thật sự là lẽ phải nó không có một cái gì để trái nhưng mà mình làm sao mà thay đổi được thì chính cái đường lối đó mình sai vào trong để mình thay đổi mình thì cũng vậy đó mình phải thấy đúng như chính nó rồi mình thay mình mình thấy nó bất lợi mình thay đổi nó còn nếu mà người ta nói mình không thay đổi nữa ừ. cũng như mình giữ một cái giới nào đó mình kiên trì mình giới thì ai cũng khen này kia nhưng mà thật sự trong đó mình không có giữ được là bởi vì nám ách một cái gì đó ừ. ví dụ như người ta có một lòng tham người ta cố giữ người ta không ăn cắp người ta có thể giữ được nhưng mà đến khi mà người ta không còn giữ được thì người ta sẽ bạo lắm người ta sẽ ăn cắp có khi người ta ăn trộm nữa có khi người ta sẽ đánh giết mình bởi vì nó ức chế người ta không hiểu cái cái chuyện đó cho nên có một ví dụ như 10 người á, thì có thể có ba người năm người họ có thể giữ được và họ họ trở thành thuần thiện mà sẽ có năm người họ thối 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 chí họ sẽ không giữ được hoặc là có ba người thì họ kêu bằng vừa phạm vừa giữ vừa phạm vừa giữ cho nên nó nó rất là quan trọng cho nên Đức Phật mới nói là có ba cách, Nên là phải tránh né, phải trừ diệt và phải thù dụng. Có người họ thụ dụng thì họ họ mới thoát ly ra được. Ừ. Cũng như có người gần chết, họ phải ăn một cái gì đó, họ phải thấy cái gì đó, họ gì đó, thì họ mới chết đi được. Họ phải thụ dụng chứ không thể nói không họ được. Còn con người cũng vậy nữa. Ừ. Con người họ 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 có nhiều khi họ phải phạm tội họ phạm tội rồi họ mới, 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 mới trừ cái tội đó được nhưng mà không phải tất cả mọi người đều phải vậy nó có họ người cho nên gọi là khai giá thì phạm chủng tánh tướng có chỗ mình phải khai mình phải mở có chỗ mình phải ngăn à, có chỗ mình phải giữ có chỗ mình phải phạm có cái chỗ này là cái chỗ truyền thống cái chỗ chủng tử chủng có chỗ này là cái chỗ cái tự tánh nó như vậy cái chỗ này cái tướng gọi là khai giá trì phạm chúng tánh tướng mỗi cái mỗi cái cho nên không có cái gì khó bằng cái luật cái luật đưa ra thì đúng nhưng mà khi có áp dụng thì nó không đúng không đúng người không đúng thời không đúng lúc không đúng về cái căn bản bên ngoài về cái căn bản bên trong nghĩa là trong đó nó có cái đúng mà thỉnh thoảng nó có cái sai chứ không phải là tất cả cái đúng là cái sai cho nên chúng ta nói cái gì nó cũng tương đối thôi cho nên do như vậy cũng như người ta nói ông thầy ông nói giỏi quá vậy sao ông không chế luật đi không làm cái này kia đó tôi nói giỏi là do tôi biết và tôi biết nói thì được nhưng mà làm không được cho nên không phải là ai nói cũng làm được nhưng mà đúng thời thì nó mới làm cho nên bây giờ cũng đúng thời hết giờ để nghĩ rồi thì nó không có nói nữa cho nên có ai hỏi gì không có ai có cái câu gì hỏi không có ai gì nói thầy nói mà không hiểu hoặc là nói mà nó có cái gì chưa hiểu hoặc là có cái gì thắc mắc riêng không hỏi đi bởi vì hỏi trong cái thời giờ trong cái thời nói này thì thầy không có mất công còn ngoài ra mà để hỏi ra thì thầy tốn một thời gian riêng cho một người nữa. Thì đó là phải trả tiền riêng. <laughs> còn hỏi bây giờ thì không có tốn tiền. Hồi trước hồi sớm có huynh nào hỏi rồi đi rồi hay còn đây? Có mấy huynh hỏi thầy nói để tối hả hỏi? Bây giờ thầy nói ra cũng mấy cả tiếng đồng hồ. À, chưa chưa quanh trở lại hả? À, vậy à, dạ, thôi để mai rồi chắp tay cầu nguyện đi cầu nguyện muốn cầu cái gì đó cầu cầu nguyện ấy, thường thường nó có ba giai đoạn này mình muốn một cái cũng được có ba một là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học hay là phật đạo vô lượng thệ nguyện thành rồi cái thứ ba là uh, nghĩa hai là Nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cứu phẩm liên hoa vi phù mão qua khai kiến phật ngộ vô sanh bất tối vô tác vi vọng hữu rồi muốn riêng mình một chút thì nguyện con khi mận sắp gần chung tận trừ tất cả những chướng ngại tận mặt thấy phật a di đà liền được vãng sanh có cực lạc Nói vậy đó nó thường thường nó nguyện nó là tổng quát tất cả những cái điều lành điều thiện điều cần thiết cho mình bây giờ và ngày sau mình đều phải nằm trong những bài nguyện đó còn mình nguyện cái khác thì nó nó có khi nửa đủ nửa không nửa thiếu thầy nói vậy thôi chứ còn mấy huynh đệ thì tùy ý tùy nguyện lực mình nói như thế thì nào thì mình nguyện thế mình tác ý thì nó sẽ sẽ thành thành tựu rồi